Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Cao Bằng ngày mới Chủ nhật ngày 24 tháng 7. Mở đầu chương trình sáng nay là những tin tức đáng chú ý được cập nhật. Tại Cao Bằng, khối thi đua các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, vùng miền núi Bắc Bộ tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo 12 sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Hà Giang, Điện Biên, Phú Thọ và Hòa Bình, đơn vị trưởng khối thi đua. Trong 6 tháng đầu năm, khối thi đua các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn 12 tỉnh miền núi Bắc Bộ đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh phát động các phong trào thi đua, thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn các tỉnh. Tổ chức triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng kịp thời hiệu quả, tích cực tuyên truyền vận động công chức viên chức và người lao động hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân các tỉnh phát động. Thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn luôn gắn liền với các phong trào thi đua, cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể cá nhân, các điển hình tiên tiến có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước. 6 tháng đầu năm, tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt toàn khối đạt 372.897 ha, đạt 41,4% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 1.679.302 tấn, đạt 46,9% kế hoạch. Công tác chăn nuôi, phát triển đàn gia súc gia cầm được chú trọng, quan tâm. Trồng rừng mới đạt 45.676 ha, đạt 71% kế hoạch. Tổng số kênh mương được kiên cố hóa là 3.158 km, đạt 90,3% kế hoạch. Tưới tiêu cho 209.414 ha diện tích đất canh tác. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 48, đạt 50% kế hoạch. Tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 91% kế hoạch. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh đã phát biểu tham luận, đề xuất ý kiến, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, các sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch của khối thi đua năm 2022 và nội dung giao ước thi đua năm 2022 trên cơ sở đổi mới, sáng tạo, phù hợp với điều kiện từng địa phương, nâng cao vai trò trách nhiệm của đơn vị trưởng phó khối thi đua trong việc phát hiện những cách làm hay, có hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua, công tác khen thưởng. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai luật thi đua khen thưởng, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thực hiện tốt các phong trào do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân các tỉnh phát động, gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Tổ chức phát động các phong trào thi đua chuyên đề phù hợp với tình hình đặc điểm của ngành, lĩnh vực trên địa bàn các tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng, phổ biến, nêu gương học tập và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác lao động. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 22 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Hà Quảng tổ chức hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu. Hiện nay trên địa bàn huyện Hà Quảng có 777 liệt sĩ, 313 thương binh, 48 đối tượng bệnh binh, 32 người được truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng và nhiều đối tượng chính sách khác. Trong những năm qua, thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Hà Quảng thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống của các gia đình liệt sĩ, những thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Từ năm 2017 đến nay, huyện đã tiếp nhận, tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công nhân dịp Tết Nguyên đán vào ngày 27 tháng 7, với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng. Thực hiện quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ và các nguồn hỗ trợ khác đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho 700 gia đình, với tổng số tiền trên 20 tỷ đồng, vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa với tổng số tiền vận động mỗi năm trên 200 triệu đồng để thực hiện các hoạt động, tu sửa lại nghĩa trang, nhà bia ghi tên liệt sĩ, hỗ trợ thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, hỗ trợ nhà ở người có công. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay còn nhiều người có công chưa được hưởng chế độ do không có hồ sơ hoặc hồ sơ thất lạc. Qua rà soát, toàn huyện còn 27 liệt sĩ không có hồ sơ lưu tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội, 22 hồ sơ không có thân nhân hưởng thờ cúng liệt sĩ và còn 140 liệt sĩ đang an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện chưa xác định được thông tin. Còn 5 đối tượng người có công thuộc hộ nghèo. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã khen thưởng cho 8 tập thể và 1 cá nhân hoàn thành xuất sắc trong thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa giai đoạn 2017-2022.
15 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội huyện Hà Quảng giai đoạn 2017-2022. Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Hòa An vừa đến thăm tặng quà gia đình chính sách, người có công tại các xã Hồng Việt, Hoàng Tung và Đức Long nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Đoàn đã đến thăm tặng quà các gia đình thân nhân liệt sĩ, gia đình bệnh binh trên địa bàn các xã. Thay mặt huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các đồng chí lãnh đạo huyện đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình đời sống, tâm tư, tình cảm của các gia đình. Đồng thời bày tỏ sự biết ơn, tri ân sâu sắc đối với các gia đình chính sách, thương bệnh binh, người có công, đã đóng góp công sức, xương máu cho sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Các đồng chí khẳng định, Đảng, Nhà nước, các cấp ủy chính quyền luôn quan tâm, chăm lo tới đời sống vật chất và tinh thần của người có công với cách mạng. Mong muốn các gia đình chính sách, thương bệnh binh, người có công tiếp tục phát huy truyền thống gia đình cách mạng, tham gia tích cực các phong trào thi đua, các hoạt động của địa phương, đóng góp cho sự phát triển của quê hương, xứng đáng là tấm gương cho các thế hệ trẻ học tập noi theo. Cùng ngày tại xã Nguyễn Huệ và xã Lê Trung, huyện Hòa An, đoàn công tác của huyện cũng đến thăm hỏi, tặng quà thương binh La Văn Sa, thương binh hạng 4/4, trú tại xóm Thua Cáy, xã Nguyễn Huệ. Bà Hoàng Thị Phẩm là vợ liệt sĩ Đinh Văn Tác, trú tại xóm Nà Mẩn, xã Lê Trung, và gia đình ông Hứa Văn Lâm là cháu liệt sĩ Hứa Viết Bàng, trú tại xóm Bác Háo, Nà Min, xã Lê Trung. Thưa quý vị và các bạn, khai thác lợi thế về đất đai, kinh nghiệm trong sản xuất, thuận tiện trong tiêu thụ sản phẩm, huyện Hòa An đã khuyến khích người dân mở rộng diện tích trồng na để tăng nguồn thu nhập. Đây là hướng đi phù hợp trong chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, nhất là vấn đề đưa các loại giống mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất nhằm hướng tới xây dựng vùng chuyên canh hàng hóa. Tận dụng diện tích đất vườn đồi, gia đình ông Lê Văn Thắng ở xóm Lam Sơn Hạ, xã Hồng Việt đã đầu tư trồng cây na và một số cây ăn quả khác để tăng nguồn thu nhập. Do biết nắm bắt về thị trường cung cầu, cộng với tính cần cù chịu khó trong lao động sản xuất, nhất là việc cải tạo vườn tạp, đốn chặt những cây lâu năm ít sai quả sang trồng mới, nên vườn na ngày càng được mở rộng. Hiện khu vườn của gia đình ông Thắng đã phát triển hơn 120 cây na, trong đó 100 cây đã cho thu hoạch. Cây na rất phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương nên sinh trưởng phát triển khá tốt. Trước đây, hầu hết các hộ dân ở khu vực này trồng cây na phát triển tự nhiên, vì vậy năm được mùa, năm mất mùa. Hơn nữa, quả không đồng đều, bán ra thị trường giá thấp. Nhưng từ khi huyện Hòa An triển khai mô hình hỗ trợ người dân trồng na, được cán bộ chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật thụ phấn, cắt tỉa cành, tạo tán, nhờ đó cây ra quả ổn định hơn. Tuy đã đổi mới về phương thức canh tác, nhưng do quá trình áp dụng kỹ thuật chưa được triệt để, nhất là trong khâu bón phân, kích thích cây ra hoa, đậu quả, do đó vườn na của gia đình ông Thắng và nhiều hộ dân ở Lam Sơn vẫn chưa đạt được kế hoạch đề ra. Cây vẫn phụ thuộc nhiều vào yếu tố thiên nhiên, như năm nay do khí hậu thời tiết bất thường, mùa lạnh kéo dài, cộng thêm mưa nhiều đã ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển cây na. Như mọi năm, thời điểm này, na đã bắt đầu được bày bán trên thị trường, nhưng năm nay phải kéo dài chừng hơn 20 ngày mới cho thu hoạch. Hơn nữa, cũng do mưa nhiều, cây đậu ít quả, đặc biệt cây lâu năm có nhiều cây chỉ có vài quả. Thời tiết năm nay thì so với mọi năm thì thời tiết khắc nghiệt hơn. Thứ nhất là cái mùa đông kéo dài đến tận tháng 5. Thứ hai nữa là về cái thời tiết mưa nhiều ảnh hưởng đến thụ phấn của na. Quả năm nay là tỷ lệ đậu rất ít. So với mọi năm là sau Tết là na đã ra hoa và đậu quả. Nhưng năm nay là cái thời tiết là rất ảnh hưởng đến vụ na của năm 2022 của năm nay, nên là không đạt được kết quả tốt lắm. Như mọi năm thời tiết ấm áp thì sau Tết là bắt đầu là đã có hoa, và sau khoảng tầm tháng 2 âm lịch là bắt đầu là thụ phấn. Thứ nhất là cây na thì nó cũng đưa theo từng vùng đất. Đấy, thứ nhất là ở khu vực Lam Sơn này, phần đa là đất của Lam Sơn là hợp với cây na. Về câu thứ nhất là đất ạ, là hợp với cây na. Thứ hai là cái công chăm sóc thì chủ yếu là chúng ta cũng chỉ thêm phân chuồng và một số phân lân.
với là bắt cỏ các thứ thì là cây na là đã phát triển tốt. Và thứ hai nữa là cắt tỉa cây na để đạt quả đẹp, mẫu mã tốt. Cũng như nhiều hộ dân trồng na, gia đình bà Trần Thị Dung, xóm Lam Sơn Thượng đã canh tác đất bãi bồi trồng ngô và các cây trồng khác kém hiệu quả sang trồng giống na dai, một trong những loại quả hiện đang được thị trường rất là ưa chuộng. Vì na dai được canh tác tại vùng này có hàm lượng dinh dưỡng cao, cùi dày, vị ngọt đậm, mùi thơm đặc trưng, người dân hái quả đảm bảo đủ độ chín và không sử dụng các chất kích thích cũng như thuốc bảo vệ thực vật độc hại trong canh tác và bảo quản sản phẩm. Để phát huy tiềm năng đất đai, gia đình bà Dung đã dành hơn 5.000 m2 đất trồng giống na. Ngoài giống na truyền thống, còn trồng thử nghiệm thành công giống na Thái. Phần lớn số cây trong vườn đều sử dụng giống mới, trồng theo hàng lối, đảm bảo về khoảng cách, tạo quang hợp cho cây, cũng như thuận tiện trong chăm sóc, cắt tỉa cành, thu hái sản phẩm, phòng trừ dịch bệnh. Ngoài việc được hướng dẫn về kỹ thuật trồng và chăm sóc, gia đình còn được hỗ trợ về phân bón, giống, thực hiện mô hình nhân rộng trồng na ở địa phương. Hiện cây na trong vườn đã bước sang năm thứ tư, năm ngoái lác đác cho thu hoạch lứa đầu. Nếu số cây na Thái ra quả tốt, gia đình sẽ tăng nguồn thu nhập đáng kể. Muốn được một vườn na mà nó phát triển tốt thì cái khâu quan trọng là cái khâu chăm sóc, đấy, phân bón hàng năm với lại cắt tỉa sâu bệnh. Cái cây na thì quan trọng nhất là cái bệnh thán thư và cái bệnh xỉ mủ, đấy, thối rễ kia ấy. Đấy, na, cây na thì năm thứ ba bắt đầu là ra trái. Thì trong quá trình thì chăm sóc này, thủ phấn này thì nó cũng đơn giản thôi, không có gì khó đâu. Nhưng mà quan trọng nhất là cái sâu bệnh. Cây na sâu bệnh rất chi là mạnh. Thì tôi cũng có ý kiến là muốn sao thì trên phòng thì quan tâm đến bà con về cái bệnh của cây na. Để cho vườn na nó được tốt hơn. Na Hồng Việt thì đúng là có tiếng rồi, na ngon rồi. Bao nhiêu ra thị trường là không đủ bán. Na Lạng Sơn lên thì đầy đấy, nhưng mà người ta vẫn cứ thích na Lạng Sơn thôi. Trong xây dựng nông thôn mới, xã Hồng Việt luôn chú trọng phát triển các cây trồng vật nuôi thế mạnh để phấn đấu đạt tiêu chí thu nhập. Vì vậy, xã chủ động xây dựng kế hoạch phát triển các cây mũi nhọn và thực hiện linh hoạt cơ chế chính sách hỗ trợ người dân trong sản xuất, chủ động phối hợp với các tổ chức tín dụng như Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai các chương trình cho vay ưu đãi, giúp người dân thâm canh sản xuất. Hiện xã Hồng Việt đã đạt 14 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2023 về đích theo kế hoạch đề ra. Do đó, vấn đề hỗ trợ phát triển sản xuất được coi là nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nông nghiệp gắn với thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Đặc biệt, xã tiếp tục quan tâm đến khâu liên kết sản xuất, thành lập nhóm, tổ hợp tác trong nông nghiệp để tìm đầu ra sản phẩm ổn định lâu dài. Riêng đối với cây na, xã Hồng Việt đã ban hành kế hoạch phát triển cây trồng và phối hợp với các cơ quan chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc để nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng quả, tiến tới đăng ký sản phẩm trở thành OCOP địa phương. Theo đó, xã đã đưa ra mục tiêu đảm bảo thực hiện thành công và hiệu quả chương trình đột phá về phát triển sản xuất, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP đảm bảo đúng tiến độ, khuyến khích các tổ chức kinh tế, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh tham gia chương trình OCOP hoàn thiện, nâng cấp, tiêu chuẩn hóa sản phẩm, đảm bảo các quy định theo bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm nông nghiệp. Đa dạng hóa các sản phẩm chủ lực đặc trưng, đặc sản địa phương phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Thúc đẩy phát triển sản xuất chuỗi, liên kết và tiêu thụ sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân. Thay đổi dần tư duy sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết, hợp tác và phát huy lợi thế đặc trưng của địa phương. Đẩy mạnh sản xuất theo quy trình, áp dụng kỹ thuật cắt tỉa thụ phấn khi ra hoa, chăm bón theo quy trình từ đầu tư bao bì, tem nhãn, đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá sản phẩm, từ đó nâng cao giá trị sản phẩm. Phát triển trồng cây na trở thành cây trồng mũi nhọn. Đối với cây na ấy, thì được huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, các phòng ban huyện cũng có định hướng, và hiện nay trên địa bàn xã Hồng Việt cũng có cái kế hoạch đột phá về cây na. Tới này hiện nay trên địa bàn xã Hồng Việt đã có hơn 13 ha về cây na, và tới này những năm tiếp theo nữa là xã sẽ tuyên truyền bà con mở rộng thêm diện tích để có cái hàng hóa ở trên địa bàn rộng hơn. Xã cũng muốn là mở cái thương hiệu
Riêng về cái sản phẩm na của Hồng Việt để bán ra thị trường ấy, thì xã cũng có cái kế hoạch để là đăng ký sản phẩm ô cốp na trên địa bàn xã Hồng Việt. Còn riêng cái kỹ thuật thì hiện nay xã Hồng Việt cũng được Ủy ban Nhân dân huyện, phòng nông nghiệp và trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật huyện thì cũng được hướng dẫn, chỉ bảo hướng dẫn tận tay cho bà con để cắt tỉa na và bón phân đúng kỹ thuật theo quy trình và thụ phấn na đúng cái thời điểm và phòng ngừa sâu bệnh. Cũng có cái các loại thuốc để cho hỗ trợ cho bà con mình để phòng bệnh quả và cây na. Thấy được hiệu quả kinh tế cao, huyện Hòa An đã thành lập đoàn tham quan học hỏi kinh nghiệm sản xuất cây na tại một số địa phương và tiến hành khảo sát triển khai thành công mô hình điểm có hàng trăm hộ tham gia và trồng được gần 10.000 cây. Đồng thời tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật cắt tỉa, tạo tán, thụ phấn bổ sung, trồng mới cây na cho nông dân các xã. Cải tạo vườn na 144 hộ tại xã Hồng Việt, số lượng lên đến 6.300 cây, trồng mới 1.100 cây, trong đó xã Hồng Việt trồng 500 cây, xã Hoàng Tung trồng 300 cây, xã Nam Tuấn trồng 300 cây. Hiện huyện Hòa An phát triển hơn 30 ha, trong đó xã Hồng Việt trên 13 ha, Hoàng Tung hơn 3,3 ha, Nguyễn Huệ trên 13,6 ha và tiềm năng mở rộng diện tích đối với cây trồng này có thể lên tới gần 100 ha. Na Hòa An luôn bán được giá, trung bình từ 30 đến 45.000 đồng trên 1 kg, đầu vụ hơn 60.000 một kg. Giá trị kinh tế mỗi cây na sau áp dụng kỹ thuật có thể đạt 400 đến 450 triệu đồng trên 1 ha. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thu về khoảng 200 triệu đồng trên 1 ha. Sau khi trồng thử nghiệm, trồng mới, đến nay hầu hết cây na tại ba xã Hồng Việt, Hoàng Tung và Nguyễn Huệ cơ bản được ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc. Tuy nhiên vẫn còn một số hộ chưa áp dụng đúng khoa học kỹ thuật như tỉa cành, tạo tán, bón phân chưa đúng thời điểm cây cần. Việc dùng bẫy bả ruồi vàng chưa hiệu quả. Người dân một số nơi vẫn trồng na theo hướng tự phát, hầu hết cây trồng đã lâu năm, dẫn đến chất lượng quả thấp, quả nhỏ, chín không đều và đặc biệt hay bị ruồi vàng chích hút, làm hỏng và thối quả, năng suất thấp. Na là một loại cây ăn quả khá phổ biến, mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Nếu được chăm sóc tốt, năng suất ngày càng cao và sẽ kéo dài thời gian cho quả. Cùng với việc bón phân tưới nước đầy đủ, cắt tỉa là biện pháp kỹ thuật để góp phần khắc phục hiện tượng chóng tàn, làm cho cây khỏe, trẻ, hạn chế được sâu bệnh hại, sai quả, quả to. Hàng năm, bà con cần tiến hành cắt tỉa cho cây, khi cây già không thể cho quả được nữa mới chặt bỏ và trồng mới. Với cây đã già, có thể cải tạo bằng cách cưa gốc, trừ lại cách mặt đất khoảng 50-60cm. Sau đó bón phân tưới nước để cho cây mọc cành mới. Trong số những cành mới mọc, chỉ nên giữ lại 2-3 cành chính để sau này phát triển thành khung tán mới của cây. Với cây chưa cho quả, chủ yếu là tạo hình cho khung cành vững chắc, cân đối, hấp thụ được nhiều ánh sáng. Khung tán cấu tạo và cắt tỉa theo hình tháp hay theo hình bán cầu. Với cây đang thời kỳ cho quả và cho năng suất cao, cần tỉa bỏ những cành sâu bệnh, cành mọc yếu, cắt cành vượt, tạo cho cây thông thoáng. Đối với cây cho thu hoạch từ 3-4 năm, cần tiến hành cắt tỉa tạo tán và đốn hạ chiều cao. Việc cắt tỉa trong tháng 11, tháng 12 khi cây bắt đầu rụng lá, kết hợp bón phân hồi phục cho cây. Việc áp dụng biện pháp tỉa cành, tạo tán hàng năm giúp cây phát triển bộ tán cân đối, khỏe. Na là cây trồng đang mở ra triển vọng mới cho người nông dân, tạo thêm việc làm và tăng nguồn thu nhập. Nhưng để cây trồng này phát triển ổn định và bền vững, huyện Hòa An cần làm tốt hơn nữa khâu quy hoạch vùng sản xuất tập trung, áp dụng đồng bộ khoa học kỹ thuật trong các khâu trồng, chăm sóc đến thu hoạch bảo quản sản phẩm. Triển khai và hiệu quả hơn nữa cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, cải tạo vườn na lâu năm già cỗi, thay thế trồng mới với những loại giống có năng suất chất lượng cao, xây dựng khu vườn trồng na kiểu mẫu, chuyên canh để người nông dân học tập, làm theo. Có như thế, địa phương mới phát huy tiềm năng thế mạnh sản xuất, các cây trồng mũi nhọn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chương trình sẽ được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý đăng tải trên các báo. Trên báo Người Lao Động đăng tải thông tin uống vitamin D dài ngày, hai anh em 18 tháng và 3 tuổi ngộ độc, suy thận cấp.
Bệnh viện Nhi Trung ương ngày 23 tháng 7 cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận hai bệnh nhi 3 tuổi và 18 tháng tuổi là hai anh em ruột nhập viện trong tình trạng nôn, đau bụng nhiều, chẩn đoán ngộ độc vitamin D với biểu hiện suy thận cấp do uống quá liều trong thời gian dài. Gia đình cho biết, vì mong muốn con phát triển khỏe mạnh, không bị còi xương nên đều cho hai bé uống vitamin D mỗi ngày từ sau sinh. Tuy nhiên, bà thấy cháu thích uống và nghĩ vitamin là thuốc bổ, uống nhiều cũng không sao, nên thay vì cho cháu uống theo liều lượng quy định, bà lại cho hai cháu uống tùy thích. Mỗi ngày, hai bé được cho uống trực tiếp tại lọ, không sử dụng dụng cụ đong thuốc hoặc qua dụng cụ đong nhưng lấy nhiều hơn liều quy định nhiều lần trong thời gian dài. Khoảng 2 tuần trước khi nhập viện, hai anh em đều xuất hiện tình trạng nôn, táo bón, đau bụng từng cơn, 8 đến 9 lần một ngày. Vụ Khoa học và Công nghệ Bộ Công Thương đã xác minh và có thông tin bước đầu liên quan đến vụ mì ăn liền, bánh phở nhập khẩu từ Việt Nam do vi phạm quy định về an toàn thực phẩm của Liên minh châu Âu EU. Báo Vietnamnet đăng tải bài viết Mì ăn liền Việt Nam bị EU cảnh báo, Bộ Công Thương lập tức lên tiếng. Trước đó, Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông tin, Đức, Ba Lan, Masta đã gửi cảnh báo thu hồi hoặc trả lại sản phẩm mì ăn liền hương vị gà, mì ăn liền hương vị cà ri, bánh phở nhập khẩu từ Việt Nam do vi phạm quy định về an toàn thực phẩm của EU. Theo đó, Đức cảnh báo sản phẩm mì ăn liền hương vị gà, mì ăn liền hương vị cà ri của Công ty Cổ phần Thực phẩm Á Châu bị phát hiện dư lượng ethylene oxide vượt ngưỡng quy định của EU. Ba Lan cảnh báo sản phẩm mì ăn liền vị gà của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam. Hiện Ba Lan đã trả lại lô hàng này, còn Masta cảnh báo sản phẩm bánh phở hiệu Nguyễn Gia vì sản xuất từ gạo biến đổi gen trái phép. Nước này cũng đã thực hiện biện pháp giám sát và thu hồi sản phẩm. Theo thông tin giả soát sơ bộ từ Vụ Khoa học và Công nghệ, vào cuối giờ chiều ngày 22 tháng 7, trong 3 trường hợp bị cảnh báo, chỉ có 1 trường hợp được xác định có chỉ tiêu EO vượt ngưỡng quy định của EU. Cụ thể, đối với sản phẩm bánh phở hiệu Nguyễn Gia được Masta xác định, mối nguy là sản xuất từ gạo biến đổi gen, Vụ Khoa học và Công nghệ yêu cầu doanh nghiệp có trách nhiệm đáp ứng các quy định về các sản phẩm theo tiêu chuẩn mà nước nhập khẩu đưa ra. Trong 10 năm tới, ngành giao thông vận tải thúc đẩy sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và chuyển đổi sử dụng phương tiện giao thông đường bộ sử dụng điện. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký quyết định số 876 phê duyệt chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và methane của ngành giao thông vận tải. Mục tiêu tổng quát của chương trình là phát triển hệ thống giao thông vận tải dùng điện, năng lượng xanh, đưa phát thải dòng khí nhà kính về mức 0 vào năm 2050. Thực hiện mục tiêu trên, chương trình đã đưa ra lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh đối với các lĩnh vực giao thông vận tải, đường bộ, đường sắt, hàng hải, đường thủy nội địa, hàng không và giao thông đô thị. Lộ trình chia thành giai đoạn 2022-2030 và 2031-2050. Bộ Tài chính dự kiến đưa sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa nhà nước định giá, trong thời gian chờ đợi sẽ rà soát chặt chẽ văn bản, kê khai giá để bình ổn giá sách giáo khoa. Bộ Tài chính cho biết hiện giá sách giáo khoa được quản lý giá theo quy định tại luật giáo dục, luật giá. Theo đó, giá sách giáo khoa thuộc danh mục mặt hàng thực hiện kê khai giá, không thuộc danh mục mặt hàng do nhà nước định giá, bình ổn giá. Trong năm học 2022-2023, Bộ Tài chính đã chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện tiếp nhận kê khai giá sách giáo khoa và có văn bản đề nghị các đơn vị rà soát và triển khai các biện pháp tiết kiệm chi phí nhằm tiếp tục kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, chia sẻ với người tiêu dùng. Đến nay, các đơn vị đã kê khai điều chỉnh giảm giá sách giáo khoa, mức giảm phổ biến trong khoảng từ 5 đến 15% tùy từng cuốn sách. Theo lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh tại quyết định số 876, từ năm 2025, 100% xe buýt thay thế đầu tư mới sử dụng điện, năng lượng xanh. Theo đó, mục tiêu tổng quát của chiến lược là phát triển hệ thống giao thông vận tải xanh hướng tới mục tiêu phát thải dòng khí nhà kính về không vào năm 2050. Mục tiêu cụ thể giai đoạn đến năm 2030, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, đẩy mạnh chuyển đổi sử dụng điện, năng lượng xanh đối với các lĩnh vực thuộc ngành giao thông vận tải đã sẵn sàng về mặt công nghệ, thể chế, nguồn lực nhằm thực hiện mức cam kết trong đóng góp do quốc gia tự quyết định và mục tiêu giảm phát thải khí methane của Việt Nam. Giai đoạn đến năm 2050, phát triển hợp lý các phương thức vận tải, thực hiện mạnh mẽ việc chuyển đổi toàn bộ phương tiện, trang thiết bị, hạ tầng giao thông vận tải sang sử dụng điện,
năng lượng xanh, hướng đến phát thải dòng khí nhà kính về không vào năm 2050. Về lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh giai đoạn 2022-2030, trong đó với đường bộ, thúc đẩy sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và chuyển đổi sử dụng các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, sử dụng điện, mở rộng phối trộn, sử dụng 100% xăng E5 đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phát triển hạ tầng sạc điện, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, khuyến khích các bến xe, trạm dừng nghỉ, xây dựng mới và hiện hữu chuyển đổi theo tiêu chí xanh. Thưa quý vị, những vận động kịch liệt như chạy bộ làm giảm miễn dịch của cơ thể đối với các tế bào ung thư, duy trì những hoạt động vừa phải giúp cho cơ thể của bạn thoải mái, vui vẻ như đi bộ mới là hợp lý. Tôi chạy bộ mỗi tối, tôi đi bộ mỗi sáng, tôi chơi tennis vào cuối tuần. Có lẽ khá nhiều người đang tạo những thói quen vận động hoặc chơi thể thao vì sức khỏe của bản thân. Tuy nhiên, những loại hình vận động như chạy bộ hay tennis lại có nguy cơ làm giảm hoạt động của các tế bào NK, viết tắt của Natural Killer, giúp ức chế các tế bào ung thư. Tế bào NK là đồng minh của tế bào miễn dịch, đây là những vệ sĩ tuyệt vời, thường xuyên đi tuần trong cơ thể và sẽ tổ chức tấn công các tế bào ung thư hay tế bào bị nhiễm virus một khi phát hiện. Thực tế, người ta phát hiện ra rằng hoạt động của tế bào NK này bị suy giảm do căng thẳng mà những vận động kịch liệt gây ra. Ví dụ, có báo cáo chỉ ra rằng sau 2 tiếng rưỡi chạy bộ, khả năng hoạt động của tế bào NK bị suy giảm 50-60%. Điều này rất có thể cũng liên quan lớn tới tình trạng các vận động viên phải duy trì cường độ vận động kịch liệt mỗi ngày, thường hay bị mắc các bệnh như cảm cúm. Vận động kịch liệt làm giảm sức miễn dịch của cơ thể. Ngoài ra, vốn dĩ thể thao quá sức không tốt cho sức khỏe. Những người có thói quen tập thể thao như chạy bộ hay chơi tennis nên hiểu rằng bản thân các môn vận động kịch liệt không tốt cho sức khỏe và chỉ nên thực hiện ở mức độ vừa phải. Mặt khác, trường hợp người hoàn toàn không vận động cũng sẽ làm giảm hoạt động của tế bào NK. Vậy nên, vận động đi bộ ở mức độ vừa phải không gây quá sức cho cơ thể lại vẫn giúp cơ thể thoải mái là cách tốt nhất để kích thích hoạt động của tế bào NK. Tuy nhiên, phương pháp này cũng sẽ không có hiệu quả nếu bạn vận động với tâm trạng bực bội. Tế bào NK có thụ thể là hormone beta-endorphin. Beta-endorphin là hormone được sinh ra nhờ cảm xúc tích cực như thoải mái, vui vẻ. Khi hormone này được tiết ra sẽ kích thích hoạt động tế bào NK. Nói cách khác, điều quan trọng là bạn vừa vận động vừa tận hưởng sự thoải mái mà hoạt động vận động ấy mang lại. Tôi cũng không thích lắm đâu, nhưng vì tốt cho sức khỏe nên trong những trường hợp vận động như vậy, ngược lại còn tạo ra căng thẳng và những cảm giác tiêu cực cho cơ thể. Nên quan trọng vẫn là cần tìm cho bản thân những phương pháp khiến bản thân thực hiện một cách thoải mái. Dưới đây là một vài phương pháp cơ bản được cho là có hiệu quả trong việc kích thích hoạt động của tế bào NK. Hy vọng các bạn sẽ biến những phương pháp này thành thói quen sinh hoạt cho bản thân. Vận động vừa phải, không quá sức, đi bộ là vừa đủ. Không hút thuốc, uống rượu ở mức độ vừa phải, có giấc ngủ ngon, hay mỉm cười. Cân bằng giữa vận động và nghỉ ngơi, giải tỏa căng thẳng, không làm giảm thân nhiệt, thực hiện chế độ ăn cân bằng.
Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cao Bằng ngày mới sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.